Chào các bạn đến với kênh đặc sản miền Tây quê tôi nha. Các bạn thông cảm nha, hôm nay mình rảnh rỗi, cuối tuần mình livestream review sản phẩm mà râu ria quá. Các bạn thông cảm ha. Thì hôm nay video hôm nay chủ đề hôm nay là mình review về một cái sản phẩm đặc sản của cửa hàng mình. Và mình cũng tự tin cái đặc sản này cũng là đặc sản của vùng Tây Nam Bộ nói riêng và của cả Việt Nam nói chung. Rất là đặc biệt ha. Mấy bạn biết rồi, như miền Tây thì có rất là nhiều đặc sản đặc trưng ha. Ví dụ như là chuột đồng nè, các loại mắm ha. Đây, mắm có lóc rồi ha. Thông cảm cho mình quảng cáo xíu nha. Tất cả các loại mắm miền Tây rất là ngon. Chuột đồng ha, khô nhái ha. Rất là nhiều đặc sản của miền Tây rất là ngon, tôm khô các thứ. Nhưng mà có một đặc sản có thể nói là được xếp vào hàng siêu phẩm mấy bạn. Vâng, đó là trứng cá lóc. Tại sao người ta gọi đó là siêu phẩm? Tại vì tỷ lệ trứng cá lóc rất ít mấy bạn. Mấy bạn biết không, cái xưởng hàng của nhà mình ở quê là theo kinh nghiệm mà đúc kết được á, thì một tấn cá lóc thu hoạch, một tấn một hầm một tấn cá lóc thì sẽ thu hoạch được, lựa ra được 1 kg trứng cá lóc. Mấy bạn thấy mức độ nó kinh khủng đến mức độ nào? Tại vì một hầm cá lóc thì không phải con nào cũng là con mái, tỷ lệ cao cá mái ít lắm, mà không phải con mái nào cũng có trứng. Và có khi một hầm một tấn cá lóc không có trứng, một miếng trứng là luôn các bạn. Tại vì cá lóc nó, trứng của nó là cũng phải theo thời điểm nữa. Như thời điểm này ha, thời điểm này là hôm nay là tháng 8 2020, thì thời điểm tháng từ tháng 6 đến tháng 10 12 thì thời điểm này cá lóc nó âm trứng rồi. Mưa xuống nhiều, chuẩn bị mùa lũ tới thì cá lóc nó có trứng. Thì thời điểm này là thời điểm vàng của đặc sản trứng cá lóc nha mấy bạn. Tại sao nó quý? Tại vì nó rất ít. Rất ít mấy bạn, trên thị trường thì giá khá là cao. Giá cao kinh khủng lắm. Đây mình sẽ cho mấy bạn coi một bài báo của VN Express đăng cách đây 5 ngày ha. Đây. Đây, bài báo này được đăng vào ngày 10 tháng 8 2020 nha mấy bạn. Hôm nay là ngày 15, đăng cách đây 5 ngày. Trứng cá lóc tiền triệu đang được săn lùng ha. Trứng cá lóc giá thị trường ở thành phố Hồ Chí Minh dao động là khoảng 700 ngàn một ký rồi mấy bạn. Đấy, khoảng 700 ngàn ha. Đây, giá khá là mắc mấy bạn. Và nó cũng không có nhiều để cho mình mua và chọn lựa đâu. Đa số là hàng ở miền Tây lên hết. Và ở trên thị trường mình rất là nhiều chỗ bán trứng cá lóc, nhưng mà nó là cá lóc bông nha mấy bạn. Cá lóc bông ha. Trên thị trường trứng cá lóc bán rất là nhiều, nhưng mà đại đa số là cá lóc bông nha mấy bạn. Cá lóc bông thì mấy bạn biết rồi, con cá lóc bông rất là lớn. Con cá lóc bông mà mình đã từng chứng kiến nó nặng đến 5-6 cân. Rất to. Một ôm. Thì con cá đó nếu mà ôm trứng thì nó được khá nhiều trứng. Và trứng con cá lóc bông to hơn cá lóc bình thường của mình. Và cái hạt trứng nó cũng to hơn. Chính vì thế nên ăn nó không ngon bằng, không béo bằng. Trong các loại trứng thì chắc ai ở miền Tây và ai đã thích ăn trứng thì cũng biết rồi. Và bản thân mình cũng vậy. Đối với mình, trứng con cá rô đồng là ngon nhất. Đúng không mấy bạn? Trứng cá rô đồng là ngon nhất. Tại vì nó ít, trứng nó nhuyễn, nhỏ, rất béo. Mà xét về trứng mà để có để bán ra thị trường thì trứng thì có trứng cá ngừ, trứng cá sặc và trứng cá lóc là ba loại trứng cơ bản trên thị trường có bán ha. Nhưng mà trứng cá lóc là thuộc dạng quý hiếm và ngon hơn hai loại kia, tại vì nó ít thôi và hàm lượng dinh dưỡng của nó cũng cực kỳ cao. Ai ăn trứng cá lóc thì lưu ý ha, sẵn clip này mình lưu ý luôn mấy bạn. Ai lần đầu tiên ăn trứng cá lóc thì không nên ăn một lúc quá nhiều. Đừng có thấy nó ngon quá mà ăn nhiều quá ha. Mình phải ăn từ từ, mình ăn ít một thôi, coi cơ thể mình nó phản ứng như thế nào. Tại vì trứng nó dễ, trứng tươi mà mổ béo quá nó rất là bị, cơ thể mình rất là bị sốc mấy bạn. Video hôm nay mình chia sẻ về trứng cá lóc, chủ yếu là mình quảng cáo cho cửa hàng mình thôi. Đó, như hồi nãy bài báo hồi nãy vừa rồi mấy bạn mới vừa xem thì cái giá thị trường ở Hồ Chí Minh mình là năm 2020 tháng 8 này là khoảng 700 ngàn một ký bán lẻ. Hiện tại
cửa hàng mình đang bán với giá 350.000 bằng 1/2. Tại sao mình có mức giá kinh khủng khiếp như vậy? Tại vì đó là hàng của nhà mình làm. Hầm cá của mình là chỉ ưu tiên đưa lên cho mình thôi, không có xuất ra ngoài thị trường các bạn ơi. Cho nên giá của mình là giá cực kỳ sát, cực kỳ rẻ cho một ký cá lóc trứng thành phẩm ha. Và mình ở đây mình chuyên sỉ và lẻ thôi, chuyên sỉ và lẻ, nhưng mà riêng trứng cá lóc này mình không có bán sỉ tại vì không có nhiều. Đó, bạn biết một tuần mình gom được nửa ký, 1 ký thôi, rồi có chuyến hàng mình gửi lên, cho nên là sỉ là không có, mình chỉ bán lẻ thôi, 350 ký rồi hết hộp nửa ký. Đây mình sẽ cho mấy bạn xem sản phẩm của mình luôn ha. Đây, đây là sản phẩm của bên cửa hàng mình ha. Cái hộp này là nửa ký mấy bạn. Hộp này là nửa ký trứng cá lóc ha, được làm sạch sẽ hết rồi. Đã bỏ ruột khá nhiều mấy bạn. Những cái phần mỡ này là bất đắc dĩ mấy bạn. Nếu mà mình rửa sạch mỡ quá thì trứng nó sẽ bị bể. Đây cái trứng cá lóc nó dài ha. Giờ từ đây tới đây là một trứng, một con cá nha mấy bạn. Thì cái hộp này nửa ký ha, cũng khá là nhiều trứng á. Cái hộp này là mấy bạn ăn cũng rất là lâu á. Đây giờ bằng cân cho xem ha. Mình hiện tại mình còn có 3 hộp thôi. Đây mới lên hôm qua được 4 hộp bán 1 hộp rồi, nên là phải làm clip liền để giới thiệu cho mấy bạn luôn. Đây hộp nửa ký ha. Đây làm sạch sẽ hết rồi, về mình chỉ cần rã đông ra rồi mình chế biến thôi ha. Cái này mình kho khô quéo quéo lại ăn rất là ngon mấy bạn ơi, cực kỳ ngon. Mình chiên lên mình ăn cũng cực kỳ ngon, hoặc là mấy bạn nấu canh chua ha, mấy bạn dít vô 1 cục hay 1 cục bỏ vô nấu lẩu cũng được, cực kỳ ngon. Đây cái hộp này thành phẩm của mình là nửa ký, là mình bán với giá 175.000 ha. Thì tính ra là 350 một ký nha mấy bạn, 350 một ký nha mấy bạn ơi, chứ không phải là 700.000 như mày báo đâu ha. Thì có khi xác suất thôi, cũng có thể nhiều khách hàng mua của mình về bán lại cho nên là mới có giá đó thôi. Với hàng này nhà của mình là không có tuồng ra ngoài ha. Rồi cảm ơn mấy bạn theo dõi nha. Mấy bạn nếu mà có cần đặc sản này siêu phẩm của mình thì liên hệ với mình qua thông tin này ha. Cửa hàng mình đặc sản miền Tây với tôi nha, ở Lê Đức Thọ, Gò Vấp ha. Rồi ok mấy bạn ha, cảm ơn mấy bạn nhiều đã theo dõi clip ha.